Chào mừng các em đến với kênh Hải Ly. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em toán lớp 4 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hải Ly mới các em thấy dễ hiểu. Các em sẽ bấm hút và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài 59 tiết số 2, bài luyện tập chung tiết số 2 trang 71. Trước hết mình sẽ làm câu luyện tập. Câu số 1 quy đầu mẫu số các phân số nhé. Giờ mình sẽ làm câu số 1. Câu A chứ. Mở phần 6 và 7 phần 18. Thì ở đây mình thấy là mẫu số chung sẽ là 18. Vì 18 chia hết cho 6. 18 chia 6 được 3. Như vậy là 1 phần 6 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 3. Giờ 1 nhân 3 bằng 3, 6 nhân 3 18. Như vậy kết quả sẽ là 3 phần 18 và 7 phần 18. Mình sẽ làm câu B. 4 phần 5 và 11 phần 60. Như vậy ở đây mình sẽ chọn một số chung là 60. 60 chia 5 sẽ được 12. Như là 4 phần 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 12. Giờ 4 nhân 12 sẽ là 48. 5 nhân 12 sẽ là 60. Như là 48 phần 60. Tiếp theo là câu C. 7 phần 25 và 3 phần 100. Như là mình thấy mẫu số chung sẽ là 100. 100 chia 25 sẽ được 4. Như vậy phần 25 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 4. Bảy nhân 4, 25 nhân 4. 7 nhân 4 là 28. 25 nhân 4 bằng 100. Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiểu bài. Cứ xong hết video hãy biết kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Quy đầu mẫu số các phân số. Mình sẽ làm tương tự. Như là 2 phần 5. 13 phần 15. 19 phần 45.
Như vậy là ở đây mình sẽ chọn mẫu số chung là 45. 45 chia cho 5 sẽ được 9. Như là 2 phần 5 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 9 nha. Hai nhân chín sẽ bằng 18, 5 nhân chín bằng 45. Tiếp theo là 45 chia 15 được 3, như vậy là 13 phần 15 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 3. Ba nhân 3 giờ 15 nhân 3. 13 nhân 3 bằng 39. 15 nhân 3 bằng 45. Như là 39 phần 45. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ mình sẽ viết lại cái đề chứ. Một phần hai ba phần tám năm phần tư qua 7 phần 16 như vậy. Ở đây mình sẽ chọn mẫu số chung sẽ là 16. 16 chia 2 sẽ được 8, như vậy 1 phần 2 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 8. Một nhân 8 bằng 8. 2 x 8 16. 16 chia 8 được 2, với 3 phần 8 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2. Ba nhân 2 8 nhân 2 3 nhân 2 bằng 6. 8 nhân 2 16. 16 chia 4 được 4, như vậy 5 phần 4 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 4. 5 nhân 4 4 nhân 4 5 nhân 4 bằng 20. 4 nhân 4 16. Kết quả là 20 phần 16. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bài. Xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3, tìm phân số hích hợp hay mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu. Câu A. Như ở đây mình sẽ có, đây là độ AC. Từ A đến C mình thấy là người ta chia làm 4 độ mạnh nha. Và từ A đến B chiếm 1 phần 1 độ, có nghĩa là 1 phần 4. Như AB sẽ bằng 1 phần 4 của AC. AC dài 4 độ, AB 1 độ, như vậy có nghĩa AB sẽ bằng 1 phần 4 của AC. Còn từ B tới C, BC thì mình thấy là từ B đến C sẽ gồm có 3 độ. Còn từ A đến C là 4 độ, như vậy là có nghĩa là BC bằng 3 phần 4 AC nha. Ở đây mình sẽ viết là 3 phần 4. Như vậy câu A các em để là BC sẽ bằng
3 phần 4 cô AC. Giờ mình sẽ làm câu B. HI sẽ bằng bao nhiêu HK? HK là từ đây đến đây mình sẽ đếm xem bao nhiêu độ. 1, 2, 3, 4, 5, 5 độ. Từ H đến K người ta chia làm 5 độ bằng nhau. Từ H đến Y là chiếm 2 độ. Như vậy có nghĩa là HI bằng 2 phần 5 của HK. Tiếp theo là IK. IK là từ đây tính đây. Mình thấy là 1, 2, 3 chiếm 3 độ. Còn HK là 5 độ. Như vậy có nghĩa là IK sẽ bằng 3 phần 5 của HK. Như vậy là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiệu bài. Cái sóng hít video hệ với kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4 người ta kêu viết qua số 2, 1 phần 6 và 3 phần 4 thành phân số có đều có mẫu số là 12 nha. Như vậy là mình sẽ biến đổi 2 này thành một phân số có mẫu số là 12. Như vậy số 2 thì mình có thể viết thành phân số là 2 phần 1. Sau đó mình sẽ nhân tử và mẫu cho 12. 2 nhân cho 12. 1 nhân 12. Kết quả là 2 nhân 12 sẽ là 24. Như là 24 phần 12. Đúng rồi. Tiếp theo là 1 phần 6. Như vậy để mẫu số là 12 thì mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 2 là được. 1 nhân 2. Giờ 6 nhân 2. 1 nhân 2 là 2. 6 nhân 2 12, kết quả là 2 phần 12. Tiếp theo sẽ là 3 phần 4. Bằng. Mình thấy là 12 chia 4 được 3, như 3 phần 4 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 3 nhân 3. 4 nhân 3. 3 nhân 3 bằng 9. 4 nhân 3 12. Kết quả là 9 phần 12. Như là mình đã quyết được 3 số này thành phân số của một số là 12. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 4, mình sẽ làm câu số 5. Giờ tiếp theo là câu số 5 đối với em. Giờ mình quan sát hình hai bạn này đang nói chuyện. Bạn này nói là Mai ơi làm thế nào lấy được đoạn dây dài 1 phần 4 mét từ đoạn dây dài 1 mét mà không dùng thước đo nhỉ? Giờ như là bạn Mai để nói là để mình nghĩ nhé. Như để đây mình cần làm thế nào để lấy được đoạn dây dài 1 phần 4 mét từ đoạn dây dài 1 mét mà không dùng thước đo? Như mình thấy là đây là đoạn dây dài 1 mét thì các em gấp đôi lại. Sau đó các em sẽ gấp đôi một lần nữa. Thì mình sẽ được 4 phần bằng nha, 4 đoạn bằng nha. Mình sẽ lấy một đoạn. Thì đoạn đó chính là dài 1 phần 4 mét. Đúng rồi. Như vậy câu số 5 các em trả lời như sau. Như vậy các em sẽ biết cách làm như sau. Chia sợi dây thành 4 phần bằng nhau bằng cách gấp đôi hai lần. Lấy một phần khi ta lấy được đoạn dây dài 1 phần 4 mét từ đoạn dây dài 1 mét.
mà không cần dùng thuốc độc được này. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nhé. Câu số 5 kèm hiệu bài, câu xong khích video hệ với kèm hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng dễ hiểu, bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, các em sớm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hề Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.